cả mọi người và xin chúc tất cả các bạn có những ngày đầu năm mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Được yêu cầu của rất rất nhiều bạn nói anh ơi làm về cái team, về sổ sứ mệnh đi, về bộ trang phục đi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp bộ trang phục, những bộ trang phục từ sổ sứ mệnh mùa 1 cho đến mùa 4 của Liên Cơ Bài. Có sự góp mặt đến từ Amly bộ trang phục thư ký, Carisi bộ trang phục phó văn nghệ, Violet bộ trang phục phó học tập, Anetia bộ trang phục xứ sở thần tiên và Arthur bộ trang phục siêu sao Ricket à. Đấy là 5 bộ trang phục của sổ sứ mệnh. Và các bạn có thể nhìn thấy cái phần lát trận có cái dòng chữ đỏ đỏ với cả quyển sách nhỏ nhỏ. Đó, dòng chữ nhỏ nhỏ, à dòng chữ bé bé, quyển sách nhỏ nhỏ có cái chữ đó là sổ sứ mệnh nha. Thế là có một team của sổ sứ mệnh rồi. Đó, cho các bạn xem qua về một team sổ sứ mệnh trong trận đấu sẽ ra sao. Đây là biệt đội sổ sứ mệnh của Liên Cơ Bài. 5 bộ trang phục nha, chứ không chơi không tính mặt tướng đâu. Nếu mà tính mặt tướng thì mình sẽ làm video clip sau. Còn đây là 5 bộ trang phục theo yêu cầu của các bạn. Đấy, anh em yêu cầu thì mình sẽ cố gắng thực hiện. Đây là số đông các bạn yêu cầu. Ok, bây giờ mình sẽ sang cướp luôn quân bột xanh đây. Hiện tại thì không thấy dừng team bạn đâu, thì mình lại sang cướp bột xanh với Amly thư ký. Đó, Violet phó học tập kết hợp với Amly thư ký kiếm combo xanh này. Thật sự là hơi buồn và hơi đáng tiếc với 5 bộ trang phục của sổ sứ mệnh từ mùa 1 đến mùa 4. Các bạn có thể để ý là không có bộ trang phục nào có thay đổi hiệu ứng kỹ năng với 5 bộ trang phục này. Mà hầu hết thì 5 bộ trang phục này đều thay đổi về ngoại hình, đều thay đổi về trang phục, đều thay đổi về diện mạo thôi, chứ còn về hiệu kỹ năng thì nó vẫn giữ nguyên như kiểu là bộ trang phục mặc định. Đấy, hiệu kỹ năng thì như bộ trang phục mặc định đó. Bắt đầu thì mình sẽ đi đảo đường vào ganh nhá, ép luôn mà lốc đầy rồi. Amly thư ký làm việc với tôi cái coi đây rồi, ma lốc chạy đâu được, ma lốc ơi bắn luôn. Ép trụ nha, mình sẽ cố gắng dọn lính thật nhanh và sau đó ép trụ luôn cùng với Amly thư ký. Không biết là ma lốc team bạn level 3 thì chết chắc rồi. Cứ cấu rỉa máu tôi nhưng mà nó trâu lắm. Ui giời ơi, anh robot này, anh ấy búp một phát cái lượng máu thì kia thì anh chơi nổi. Thôi bỏ. Bảo là người ta trâu quá thì bỏ qua thôi. Sai quá rồi, sao tự nhiên sai vậy? Sai thì mình sẽ lên sửa sai cho các bạn. Nhưng mà bình tĩnh nha, kháng mất con rồng. Trận này là Nakroth đi rừng cơ. Na thì đầu game mất bùa xanh rồi thì đánh sao. Đây rồi, Na đây rồi. Nhìn thấy Na rồi. Na đang đường giữa à? Na lại còn Na AIC. Đúng thật là Nakroth AIC. Bộ trang phục mới ra mắt khỏi mới vào trong vòng quay kho báu một cái là anh em có điều kiện anh em xúc hết. Đi đâu cũng gặp Nagoroth AIC. Và hiện tại trang phục Nagoroth AIC là bộ trang phục từ bộ trang phục hiếm bây giờ đã trở thành bộ trang phục của quốc dân. Bộ trang phục quốc dân của Lego Bay. Nó gần như là giống như kiểu là nhiều người sở hữu quá, không khác thì bộ trang phục mặc định cả. Đi đâu cũng gặp. Ok, đấy là mình nói vui thôi. Rồi, tiếp tục làm cái nhiệm vụ chính đó là đi ganh và đảo đường cho hỗ trợ cho đồng đội. Đây rồi, hàng ngon hàng nóng chưa cuối luôn này. Hame hame Zoko. Bùm xịt rồi, đùa chứ. Carisi ăn hết hai mạng của tôi rồi. Hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ được một mạng với ta. Hỗ trợ được có một mạng thôi. Hiện tại thì mình hiện tại thì các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái nick. Thì vẫn là cái nick chính mình hay làm video clip thôi. Nhưng mà bạn chủ nick bạn đổi tên rồi. Bạn ấy ở clan. Bạn ấy ở Tiền Giang nhầm. Bạn ấy ở Tiền Giang thì bạn có đổi qua là nhí 63 là Tiền Giang thì phải. Ok, có một mạng. Chứ còn hiện tại thì mình không phải ở Tiền Giang. Nhiều bạn nói quê anh Tiền Giang à, không phải mình quê mình không phải Tiền Giang. Đây là nick của các bạn chủ nick. Chủ nick ở Tiền Giang nha, bạn ấy cho mình mượn làm video clip. Đó, bạn mới đổi tên chứ không phải là nhí IZZ nữa. Ông nào mà gặp tôi nhí IZZ đấy là fake nha. Tôi đổi tên lâu rồi, không phải tôi đổi tên mà là chủ nick đổi tên thì đúng hơn. Đấy là thông báo cho các bạn qua. Rồi, bộ trang phục Violet này các bạn thể nhìn thấy là đây là cây bút nha. Phải cây bút đâu, đúng cây bút còn gì nữa. Lộ một phát, bút rất to. Đầu tiên là nhìn thấy hai cái bút bé, nhưng mà được ngụy trang đây là khẩu súng đấy. Nhìn rất giống bút nhưng mà thật ra đây là khẩu súng. Ngang là bắn nát bưởi, à xin lỗi, ngang thì bắn là nát người luôn. Cướp à. Ô, ôi cả Nakroth AIC cứu Chumina đông quá. Ôi trời ơi, đây rồi có đồng đội tới rồi, chơi đâu luôn anh em. Làm sao mà kiếm được đây đấy. Ok, không cướp được bùa xanh tôi đâu, vẫn còn nguyên để mình bóc tem. Rồi, Nakroth này vẫn còn ăn này, vẫn còn tham con rơi quỷ cơ, vẫn tam rơi quỷ à, chạy làm sao được, chiêu cuối luôn, chết luôn tại chỗ, bắn ra có cả pháo hoa, mình không hiểu tại sao có pháo hoa nhỉ.
Đẹp quá. Mặc dù bộ trang phục này làm gì có hiệu kỹ năng đâu. Đây, cướp luôn bùa xanh này, đây đây. À thật, rất hiểu ý mình nha. Đang không có bùa xanh sử dụng, cướp luôn. Cướp trắng trợn luôn. Ok, xin con bùa xanh. Rồi, chúng ta tiếp tục cấu diệt đối phương. Hiện tại thì đồng đội của mình rất đông ở chỗ này. Thôi, nó bỏ mất rồi. Té 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 thôi. Bây giờ sẽ quay trở lại cái con bùa xanh. Thôi nha, từ từ kiếm rơi quỷ đã. Chờ này chờ. Mình sẽ cố gắng KS của đồng đội thôi, chứ còn như thế này không ổn rồi. Hỗ trợ này, hỗ trợ ít à, ăn thì ăn nhiều quá. Hỗ trợ gọi là tương đối. Hỗ trợ hai bạn. Thôi để cho mình vừa xanh bạn ơi. Đấy, nếu mà các bạn để ý thì hầu như những cái bộ trang phục này nằm trong sổ sổ sứ mệnh đều không có hiệu kỹ năng. Tại vì là những cái bộ trang phục này hầu như là những bộ trang phục cấp của cấp 1 với cấp 15. Nếu các bạn sở hữu cấp độ trên trong sổ sứ mệnh như thế thì các bạn mới có thể có những bộ trang phục như thế này. Ô John này, một bắn này. John chạy đâu, nó có xí máu kia, thịt luôn. Rồi nhanh chết. Nhanh thế à, trời ơi, đã truyền tiết rồi. Bướm trận này sung quá, bướm đánh sung quá thế này. Ơ sao lại Nacross đứng im thế kia. Khó hiểu nhờ. Trời ơi. Thôi lại vợ chồng cãi nhau rồi. Nacross ra một góc, Karisi đang đới để dỗ dành. Rồi vợ chồng đánh nhau. Không thể tin nổi. Tưởng ra dỗ để cho hết dỗi mà anh ngờ thịt luôn. Karisi với Nacross là một bộ đôi mà. Tranh thủ ép được cái trụ này nha. À, những cái bộ trang phục sổ sứ mệnh này đều có cái điệu nhảy nha anh em ơi. Đều có những điệu nhảy. Hiện tại thì Violet mình cũng sở hữu luôn điệu nhảy. Làm sao đết được trụ nữa bạn? 14-2 rồi đánh sao? John bây giờ chắc là cho mình đúng một bộ combo chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối là chết ngay. Cứ cấu diệt từ xa thôi, chiêu cuối phát này là có mà. Trời ơi, vét được không? Vét. Không vét được mạng nào luôn. Karisi, à đâu? Xin lỗi nhầm. Cứ tưởng là Karisi ăn mạng, hóa ra là Athos ăn mạng. Rất nhanh, mình chỉ là cái công việc của hỗ trợ nhiều quá. Malok nha, Malok, từ. Châu đấy nhở? Châu thì đánh lộng chết, thôi chết tôi rồi. Nacross AC, cứu tôi cái. Ai em sống thôi. Mày quá hên thật sự luôn. Suýt nữa thôi là phải bỏ mạng rồi. Na nó nhìn mình kiểu là nhìn thèm thuồng lắm. Sát thủ nhìn thấy xạ thủ, anh em chơi sát thủ lúc nào anh em nhìn xạ thủ cũng kiểu thèm thuồng như là một cái con người khát máu. Qua video clip này các bạn đã thỏa mãn chưa? Còn những cái biệt đội nào thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng tìm kiếm và làm. Nhưng mà những cái biệt đội mà mình chưa làm đi, chứ còn lặp đi lặp lại thì mình không làm đâu. Nó sẽ dẫn tới sự nhàm chán. Cái này cứ tìm kiếm những cái biệt đội mới lạ thì nó mới vui được. Đây chủ yếu là đem cho các bạn cái sự khác biệt thôi. 5 bộ trang phục sổ sứ mệnh rất ít khi các bạn có thể gặp được trong những trận đấu. Cái này chỉ có kêu gọi bạn bè hoặc là người thân thì mới có thể làm được thôi. Chứ còn tìm ngẫu nhiên thì rất là khó, làm sao mà có thể tìm được. Chọn một trận đấu ngẫu nhiên tìm thì rất là khó luôn. Ok, có trụ đứng giữa này. Xong. Ép luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ qua tường. Đấy rồi, chiêu cuối. Kame Joko. Chết luôn tại chỗ mà. Chuyển tiết luôn ạ. 5-0 rồi. Cố gắng thời gian cuối game này kiếm tiếp một vài mạng nữa cho đẹp lịch sử cái coi. Cái mạng này của mình, Malok là của mình. Malok của mình rồi, 170 vàng. Rất tuyệt vời luôn. Ok, lấy luôn được cái trụ này. Rồi xong, hai đường lính siêu cấp nha. Amly đang lấy cái đường lính thứ ba. Tiếp tục Nacross chạy đâu? Chạy đâu người? Nhanh thế. Công luận chạy nhanh đã man. Kìa. Từ xem một bắn của mình. Ô, Quyền Vương. Ô, chết mình à. Mù mắt cái gì vậy? Bét né. Chết nhanh, dã man, có 40 vàng thôi anh em ơi. Rẻ quá. Phút thứ 11 là tí bạn nát như thương hay là do gặp cái đội hình gọi là biệt đội sổ sứ mệnh. Thế nên là không thể đỡ nổi. Và mình cũng hơi bị bất ngờ là team bạn không có cái phản ứng gì sau khi nhìn thấy team mình có nguyên một cái team sổ sứ mệnh mà không thèm khen một lời, hơi bị buồn nha. Người ta gọi là có phản ứng ấy nhưng mà không có phản ứng gì hết. Ô, Nacross ngáo này. Một bắn. Chết rồi. Nhanh thế bà đạo rồi. Ok, ba đường lính siêu cấp nha. Thôi, không đùa nữa, lên kết thúc trận đấu anh em ơi.
lên mà bắn thắng luôn đi. Chạy em sao được nữa ông ơi, tôi có chiêu cuối đây rồi, chiêu cuối này nổ một phát có một mạng, suýt nữa double kill với chiêu cuối này. Bình tĩnh, mình hồi phục máu chút đã anh em ơi, pha một chút để hồi phục máu đã. Bây giờ không có rơi quỷ, rơi quỷ có rơi quỷ thôi, ra luôn rơi quỷ nha. Ok, lên thẳng luôn này. Anh em đợi mình xíu lên múa chung cho nó đẹp. Năm bộ trang phục này đều có cái nhảy. Tí nữa nếu mà kết thúc trận đấu này, cho các bạn xem qua về điệu nhảy. Gặp ai là thịt luôn, không phải ngán. Không phải ngán nữa, tầm giờ này thì chấp tất cả mọi thứ, chấp tất cả thế giới. Ok, video clip đấy các bạn thể nhìn thấy là năm bộ trang phục đều nhảy luôn, đều nhảy tung tăng trong trận đấu này. Đấy chưa, đều nhảy hết nha. Cả mình, Athos này, Kalisi với Anatea đều nhảy hết. Video clip của mình đến đây kết thúc rồi. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.